Chỉ ra công thức đúng của định luật Coulomb trong chân không. Lưu ý là trong chân không nha. Câu A đúng không em? À, tỷ lệ nghệch với bình phương khoảng cách mà. Bình phương khoảng cách, câu này cũng không phải bình phương khoảng cách luôn. Chỉ có đáp án C của chúng ta là đúng, đúng không nè? Tỷ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích, tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, tỷ lệ nghịch là chia xuống. Câu số 3 nè, hai điện tích điểm Q1, Q2 trái dấu đặt cách nhau một khoảng R trong chân không. Độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích đó bằng. À, trái dấu thì sẽ có một cái dương, một cái âm, nhưng mà chúng ta cũng phải làm gì? À, cũng phải đưa vô trị tuyệt đối Q1, Q2, đúng không? Như vậy cái nào có trị tuyệt đối nè? Cái này với cái này đúng không? Như vậy câu A với câu D loại. Và chúng ta gì? À, F này không có giá trị âm được, cho nên phải là 9 nhân 10 mũ 9 ha. Đáp án là câu 3B ha. Em làm tiếp cho cô câu số 4 nha. Người ta nói rằng là nếu như tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ như thế nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em là tăng là viết như thế nào mà giảm là như thế nào. Biết cách đọc đáp án nữa nha. Bây giờ cô nói là nếu như cô viết là F phải bằng 1/3F, hoặc là cô nói F phải bằng 3 lần F, như vậy cái nào là tăng, cái nào là giảm các em? Tại vì có một số bạn biết làm ra nhưng mà đọc sai đáp án. À, các em lưu ý cho cô này, khi các em thấy là 1/3F hoặc là F chia cho 3 thì lúc này các em nói F phải như thế nào đây? F phải là giảm đi 3 lần, được không? Đó, tức là lúc nãy F phải của em nó sẽ bằng F chia cho 3, tức là nó giảm đi 3 lần. Còn bây giờ mình có F phải mà 3 lần F, tức là F phải của em tăng 3 lần, được không? Ừ. Thì tương tự nha, bây giờ người ta nói là khoảng cách giữa hai điện tích này, khoảng cách giữa hai điện tích ban đầu cô có là R. Bây giờ nếu tăng khoảng cách đó lên 3 lần thì có phải lúc này R phải của em ha, là sau khi tăng á nó phải bằng 3 lần R không? Cho nên mình nói là tăng thì mình sẽ nhân vô, còn mà giảm thì chúng ta sẽ chia xuống. Đó. Tăng sẽ như thế nào em? Thì nhân ha, còn giảm là chia. Đó. Ở đây chúng ta có giảm nè, chia nè, tăng là nhân nè. Đó. Bây giờ người ta nói tăng thì chúng ta có R phải bằng 3R. Mấy lần thì chúng ta nhân lên mấy lần ha. Còn tăng 2 lần thì chúng ta có R phải bằng 2R. Đó. Giảm 2 lần thì chúng ta có R phải bằng mấy em? Bằng R chia 2. Em lưu ý nha, những cái này rất là quan trọng. Bây giờ người ta nói rằng là tăng khoảng cách lên 3 lần. Cô sẽ hướng dẫn cái phần công thức cho các em à. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái công thức để chúng ta dùng luôn khi mà chúng ta làm trắc nghiệm nha. Đầu tiên nè, cô có công thức F sẽ bằng gì? F sẽ bằng K đúng không? Nhân với lại trị tuyệt đối Q1, Q2 rồi đem chia cho R bình phương. À. Công thức thứ hai cô có là F phải sẽ bằng K, cũng là K về hệ số tỷ lệ, cũng là 9 nhân 10 mũ 9 em. Cũng hai cái điện tích đó thì chúng ta sẽ lấy Q1 nhân Q2 chia cho R, bây giờ là R phải bình phương. À. Tức là ban đầu là ví dụ như chúng ta có hai cái điện tích nó nằm ở đây đi, hai cái điện tích mình chưa có biết dương âm gì hết, nhưng mà cô nói điện tích Q1 và Q2 nó cách nhau R. Bây giờ người ta nói là tăng cái khoảng cách giữa hai điện tích lên 3 lần thì chúng ta kéo dài cái chỗ này ra đúng không? Chúng ta kéo nó ra thôi. Đó, Q1, Q2. Ví dụ như đây 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thì cái đoạn này là đoạn R phải. Được không em? Đó. Rồi nha. Như vậy khi tóm tắt thì chúng ta sẽ ghi như thế nào? Chúng ta sẽ ghi là R phải của mình nó sẽ bằng 3 lần R vì nó tăng lên 3 lần. Rồi, bây giờ các em sẽ thế chỗ này R phải sẽ bằng K nè, Q1 nè, Q2 nè, chia cho R phải bình phương. À, R là như thế này, như vậy R phải bình phương thì có phải bằng 3 lần R tất cả bình. Mà 3 lần R bình thì có phải là 9 R bình không em? Ừ. Như vậy chỗ này cô sẽ chia cho 9R bình, được không nè? Muốn lập tỷ lệ thì chúng ta sẽ lấy F phải chia cho F, được không em? Đó, người ta nói là nếu tăng khoảng cách thì cái này nè, ở cái lực tương tác nó là bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy F phải chia cho F ha. Mình sẽ lấy F phải chia cho F bằng nè. F phải chia cho F nha.
Chúng ta có cái phần này là phần phân số 1 nè, là A chia B đúng không? Phần phân số này là C chia D. Nếu như cô có A chia B, A phần B mà chia cho C phần D thì có phải bằng A phần B nhân nghịch đảo là gì em? D phần C đúng không? A phần B chia cho C phần D thì mình sẽ lấy A phần B nhân nghịch đảo lại là D phần C. Phần này thì mình gặp rất là nhiều rồi. Như vậy mình sẽ lấy gì? A nhân D rồi đếm phần với lại B nhân C. Bây giờ mình sẽ có F phẩy nè, tức là nhân nghịch đảo, các em nhớ nha. Chúng ta có F phẩy chia F, tức là F phẩy của em là cái này đúng không? Là C phần D. Thì chúng ta sẽ ghi nguyên lại. Chúng ta sẽ có K nè, Q1 nè, Q2 nè, đem chia cho 9R, R bình. Chia thì nhân nghịch đảo, chia cho cái này thì nhân nghịch đảo là R, R bình phần K nè, Q1 nè, Q2. Mình thấy K, Q1, Q2, K, Q1, Q2 giống nhau, R bình giống R bình. Như vậy ở đây chúng ta sẽ còn gì? F phẩy mà chia cho F bằng mấy thôi? 1/9 đúng không? Cái phần này rút gọn hết là còn số 1 nè, cái này rút hết còn số 1 nè. Như vậy là 1/9. Bây giờ mình nhân lên thôi thì chúng ta sẽ có F phẩy là bằng gì em? À, nhân cái này lên, F nhân 1 là F nè, F chia cho 9. Mà cô nói sao? Cô nói chia. À, nhân là tăng mà chia là giảm. Như vậy đây chúng ta có giảm 9 lần em ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái công thức tổng quát em nha. Khi gặp một câu trắc nghiệm như thế này, các em sẽ làm như thế nào cho nhanh? Thì người ta hỏi là nếu tăng hay là giảm khoảng cách giữa hai điện tích mấy lần thì lực tương tác giữa chúng như thế nào? Thì các em chỉ cần lấy F phẩy chia cho F bằng R bình chia cho R phẩy bình. Sau này khi các em học thêm tí nữa thôi chứ không phải sau này nữa, các em học thêm cái hằng số điện mol thì chúng ta sẽ có thêm một công thức nữa. Rồi, mình có F phẩy chia cho F bằng R bình chia cho R phẩy bình. Bây giờ mình ví dụ ha. À, người ta hỏi rằng là nếu như tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì chúng ta sẽ có F phẩy chia cho F nè bằng R bình, để lại R phẩy của em bây giờ sẽ làm bằng gì em? 3R, cho nên R phẩy bình của em sẽ bằng 9 R bình. Đó, chúng ta thử nha. R bình rút gọn với R bình, như vậy kết quả là 1/9. Rồi các em học thuộc công thức thì chị em chỉ cần ghi một dòng hai dòng ra kết quả luôn, phải không? Đó, F phải bằng F chia cho 9, tức là giảm 9 lần. Nhớ công thức này cho cô nha. Đó, mình qua câu số 5. Câu số 5 liên quan đến hằng số điện môi thì cô sẽ cho các em học về hằng số điện môi đã. Lúc nãy là chúng ta học lực hút tĩnh điện ở trong chân không theo định luật Coulomb đúng không em? À, còn bây giờ nếu như đặt hai cái điện tích đó vào một môi trường khác không phải chân không thì lực hút tĩnh điện sẽ thay đổi như thế nào? Đó, đây là một cái câu hỏi người ta thường hay hỏi em. À, trong tự luận cũng có, trắc nghiệm cũng có. Thì các em nhớ cho cô cái câu này. Tức là lực tĩnh điện hay là lực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi epsilon lần so với khi đặt chúng ở trong chân không. Đây, các em nhìn công thức cho cô nè. Lúc nãy khi mà đặt trong chân không thì đâu có cái chữ epsilon này đúng không em? Đó. Còn bây giờ khi đặt ở trong một môi trường khác, đó, thì chúng ta sẽ chia thêm cái epsilon này nữa. Đó. Mà chia như thế này thì là gì em? Là giảm đúng không? Nhân lên đây thì là tăng, mà chia là giảm. Ở đây chúng ta có những cái hằng số điện mol của một số chất nè. Ví dụ như không khí là chúng ta có 1,00594 và nó rất là nhỏ cho nên người ta coi như nó bằng 1. Nên khi mà các em tính lực hút tĩnh điện ở trong môi trường chân không hoặc là trong không khí thì chúng ta đều cho epsilon bằng 1. À, thì chúng ta sẽ, nếu như người ta chỉ nói là cho cái điện tích đó ở trong môi trường không khí thì các em không cần ghi epsilon vào ha. Các em chỉ ghi là F bằng K Q1 Q2 chia cho R bình. Tại vì người ta đã coi như cái epsilon của mình là bằng mấy rồi? Bằng 1 rồi, nên chúng ta không cần phải ghi vào các em ha. Còn ở trong chân không thì dĩ nhiên epsilon bằng 1 rồi, cho nên chúng ta không có cái này nè, đúng không? Còn trong môi trường không khí thì các em cũng không cần ghi luôn. Nhưng đối với những môi trường khác thì các em phải ghi thêm cái hằng số điện mol này vào ha. Bây giờ các em qua cái câu số 5 cho cô đi. Người ta hỏi là hằng số điện mol epsilon này của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể nhận giá trị nào ở dưới đây? Thì chúng ta ghi là 1,00594. Đó, câu C ha. Câu số 6 đi.
người ta cho mình hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là R thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là F. Rồi, vậy khi khoảng cách giữa chúng là 3R thì lực tương tác đó. Bây giờ người ta không nói tăng 3 lần mà người ta cho là 3R, được không? Như vậy thì chúng ta có R phẩy là bằng 3 lần 3 lần R. Cho nên chúng ta suy ra R phẩy bình phương nó sẽ bằng 9 lần R R bình. Thì mình sẽ áp dụng công thức là F phẩy chia cho F bằng gì em? Đó. F phẩy chia cho F bằng R bình chia cho R phẩy bình, đúng không? Mà R bình là để nguyên, R phẩy bình của em bằng 9 lần R R bình. Rồi sau đó chúng ta rút gọn đi thì còn 1/9. Cho nên ở đây suy ra mình có F phẩy là bằng mấy? Bằng F chia cho 9, đúng không? Mình nhân cái này lên nè. Nhân cái này lên này, F nhân 1 là F, cho 9 để lại F chia 9. Kết quả của mình sẽ là F chia 9, không có nói giảm tăng gì hết ha. Chúng ta đi qua câu số 7 nha. Câu số 7 người ta cho mình gì nè? Người ta yêu cầu mình đi tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân. Lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một electron trong lớp vỏ nguyên tử. Cho rằng electron này nằm cách hạt nhân là 2.94 × 10^-11 m. Như vậy ở đây người ta cho mình R, đúng không? Cho mình R là bằng 2.94 nhân 10^-10^-11 m. Và người ta yêu cầu mình đi tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân. Bây giờ chúng ta sẽ xét nè, hạt nhân trong nguyên tử heli có Z bằng mấy em? Z bằng 2, như vậy có 2 proton. Như vậy các em phải tính chúng ta có 1 proton. Thì ở đây mình có điện tích là mấy? Proton thì mang điện tích dương, đúng không? 1.6 nhân 10^-19 coulomb. Còn chúng ta có E là bằng -1.6 nhân 10^-19 coulomb. Nhưng mà ở đây chúng ta có 2 hạt nhân, cho nên xíu nữa chúng ta phải nhân đôi lên nha. Nhân 2B ha em. Rồi. Xong rồi em có Q1, có Q2, có R. Như vậy các em tính được lực hút tĩnh điện không? Được, đúng không? Rồi mình làm luôn em nha. Đây. Câu A nè. Tính F. Rồi, bây giờ chúng ta có là gì? Vì trong hạt nhân của nguyên tử heli, đúng không? Của nguyên tử heli là có 2 hạt proton. Cái này là liên quan đến hóa của lớp 10 ha. Chương 1. Có 2 hạt proton. Nên ở đây chúng ta sẽ có gì? B sẽ bằng, cái này mình có B rô đi ha, mình tóm tắt là B rô ha. Thì sẽ có B bằng 2 B rô là bằng 2 nhân với 1.6 nhân 10^-19 coulomb. Các em lưu ý là điện tích của proton là mang điện tích dương các em ha, còn electron của mình là mang điện tích âm. Nhưng người ta nói là chỉ có một electron thôi, tương tác với lực hút tĩnh điện của một electron, cho nên chúng ta chỉ ghi một E. Còn người ta ở trên là người ta ghi nguyên một cái hạt nhân luôn, cho nên chúng ta phải xét trong hạt nhân là có đến 2 hạt proton ha. Rồi bây giờ chúng ta có proton rồi, bây giờ mình sẽ tính ha lực hút tĩnh điện. Lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli và gì em? Và electron, đúng không? Ở lớp vỏ là, tại vì cái bài này là bài tự luận cho nên cô phải ghi lời giải ra cho các em. Ở lớp vỏ nguyên tử là F bằng gì em? Công thức của mình sẽ là bằng K nè, nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R, R bình phương. Rồi. Thì sẽ bằng K nhân với gì em? Q1 của em ở đây là B đi ha. À B nè. Nhân cho gì? E nè, chia cho R bình phương, rồi thế số vô cho cô nè. F bằng K là bằng 9 nhân 10^-9 nè. Rồi ở đây chúng ta có B là bằng mấy? B là bằng 3.2, đúng không? Nhân cho 10, tính cái này ra luôn đi. 3.2 nhân 10^-19 nè.
Rồi nhân cho 1,6 nè. Nhân 10 mũ trừ 10, 19 nè. Đó, trị tuyệt đối. Chia cho R bình phương. R của chúng ta là 2,94 nhân 10 mũ trừ 11. Thì mình sẽ chia 2,94 nhân 10 mũ trừ 11 tất cả bình phương. Hả? Cái này là mang điện tích âm nè, cái này mang điện tích dương nè. Rồi tại vì có hai hạt proton nên nhân 2 nè. Rồi cái này là K. Xong cho em. Bấm máy tính là xong. Bấm hết cái phần này thôi. Trị tuyệt đối âm dương gì các em cũng phải ra dương hết nha. Ở đây chúng ta có phân số nè. Các em thích bấm trị tuyệt đối luôn cũng được. Đó, trị tuyệt đối. Thì dĩ nhiên bấm thì dài dòng thôi, chứ thực ra nó cũng ra mang số dương hết. Mình đừng bấm cái trừ 1,6 là được rồi. 3,2 nè, nhân cho 10 mũ trừ 19 nè. Rồi nhân cho trừ 1,6 đúng không? Nhân 10 mũ trừ 19. Thực mấy cái này thì cô thấy tính nhẩm nó nhanh hơn á. Tức là chúng ta sẽ tính những cái 9, 3,2, 1,6, 2,94. Rồi còn lại là mấy cái mũ mũ này mình tính cộng á, nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà các em phải biết nhiều công thức về toán học. Tức là chúng ta phải biết công thức A mũ M tất cả mũ N là 1 nè. Công thức A mũ M nhân A mũ N là 2 nè. Công thức A mũ M chia A mũ N là 3 nè. Phải nhớ lại ba cái công thức đó. Rồi chia cho ở dưới là 2,94 đúng không? 2,94 nhân 10 mũ trừ 11. Tốt hơn hết thì các em nên bấm máy đi. Tại vì các em bấm máy thì đỡ sai. Rồi bình phương. Kết quả của mình là ra 5,92. Cô bấm nhầm gì không? 10 mũ trừ 11. Ra 10 mũ trừ 17 luôn nè. Số nhỏ vậy. 3,2 nhân 10 mũ trừ 19 nè. Nhân cho trừ 1,6. Nhân 10 mũ trừ 19 nè. Chia cho cái này bình phương. Còn thiếu nhân cho. Nhân cho 9 nhân 10 mũ 9 là gì? Số nhỏ dữ vậy. 9 nhân 10 mũ 9 nè. Bằng nè. 5,33 nhân 10 mũ trừ 7. 5,331. Mình lấy 2 số thôi. 5,33. Vì đây là tự luận cho nên mình sẽ ghi là xấp xỉ ha. 5,33 nhân 10 mũ trừ 7 đúng không em? Rồi. Đơn vị của mình là nhiêu? Newton. Bây giờ mình qua tiếp câu B nha. Người ta nói rằng là nếu cái electron này chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, chuyển động tròn đều, thì chúng ta sẽ có gì em? F hướng tâm. Đó. Lại lý lớp 10. Với bán kính quỹ đạo như đã cho, tức là các em có một cái nguyên tử như thế này, ở giữa là hạt nhân và xung quanh là chúng ta có lớp vỏ electron. Lớp vỏ nguyên tử thì có electron đúng không nè? Đó. Electron là chuyển động xung quanh hạt nhân. Và từ đây chúng ta có khoảng cách từ hạt nhân đến electron là bằng mấy? Bằng 2,94, tức là bằng R luôn đi ha. Thì chúng ta sẽ có F hướng tâm là bằng công thức gì em? F hướng tâm thì chúng ta có bằng M nhân với lại gia tốc hướng tâm. M ở đây cho chưa nhỉ? Đây cho khối lượng rồi nè. A hướng tâm thì chúng ta sẽ có omega bình nhấn nhân R. Từ đây các em sẽ suy ra gì em? Tốc độ gốc tại. Nhưng mà các em phải lý luận nha. Lúc này lực tương tác tĩnh điện giữa điện tích này là gì em? Là lực hướng tâm. Đó ha. Vì electron của chúng ta chuyển động tròn đều ha. Cô ghi tắt chỗ này ha. Chuyển động tròn đều quanh hạt nhân nên F tĩnh điện hay là lực hút tĩnh điện ha, chính là lực hướng tâm. Mà F hướng tâm thì bằng gì nhỉ? F hướng tâm thì bằng M nhân với lại gia tốc hướng tâm. M gia tốc hướng tâm là bằng omega bình nhân với lại R. Từ đây các em suy ra được omega ha. Suy ra omega bình sẽ bằng F chia cho MR. Như vậy cô có omega luôn là bằng căn bậc 2 của F chia cho M nhân R. Được không em? Mình sẽ thế số vào ha.
Đây chúng ta suy ra omega bằng căn bậc 2 của chúng ta có m là bằng mấy? 9,1 nhân cho 10 mũ trừ 30 31 rồi nhân cho r là bằng 2,94 nhân 10 mũ trừ 11 đúng không? Đó. Đơn vị là mét, đơn vị là kg, được rồi. Rồi chúng ta có F, F hồi nãy chúng ta tính bằng mấy em? À, tức là lực tĩnh điện. Lực tĩnh điện của cái electron này, người ta nói là giả sử cái electron này chuyển động quanh hạt nhân đúng không? Thì hạt nhân của chúng ta cũng có hai proton, cho nên ở đây chúng ta cũng có cái F ở trên á. F chúng ta tính được là 5,33 nhân 10 mũ trừ 7 nè. 5,33 nhân 10 mũ trừ 7. Vì electron chuyển động quanh hạt nhân nên lực tĩnh điện cũng chính là gì em? À, cũng chính là lực hướng tâm. Cái này cũng không dùng thước, nó xấu kinh nè. Rồi mình bấm máy ra xem omega bằng mấy nè. Ở đây chúng ta có căn bậc 2 phân số 5,33 nhân 10 mũ trừ 7. Ở dưới chúng ta chia cho 9,1 nhân 10 mũ trừ 30 trừ 31 nè. Nhận cho 2,94 nhân 10 mũ trừ 10 trừ 11 bằng 1,41 nhân 10 mũ 17. 1,41 nhân 10 mũ 10 17 đơn vị là gì? Radian trên giây. Chúng ta đi qua câu C game ha. Câu C. Câu C người ta yêu cầu mình là so sánh lực hút tĩnh điện với lực hấp dẫn giữa hạt nhân với lại electron. À, người ta cho mình khối lượng hạt nhân, khối lượng electron rồi hằng số hấp dẫn. Như vậy các em phải đi tính gì? Phải đi tính lực hấp dẫn ha. Sau đó chúng ta so sánh lực hút tĩnh điện. Lực hút tĩnh điện chúng ta có rồi. So sánh với lực hấp dẫn là xong ha. Như vậy chúng ta có gì em? Lực hấp dẫn giữa đâu? Giữa gì? Giữa hạt nhân với lại gì? Với electron là tính bằng công thức gì em? F hấp dẫn bằng gì nè? Hằng số hấp dẫn nhân với gì? Khối lượng M1, M2 chia cho khoảng cách bình phương. Ở đây chúng ta có G. M1 tính là gì em? M1 em cho là khối lượng electron đi ha. Rồi, nhân với lại khối lượng của M2 là M của hạt hạt nhân ha, m của hạt nhân chia cho khoảng cách này bình phương, tất cả đều đã có hết rồi, bây giờ mình chỉ cần thế vào thôi. G của chúng ta là bằng 6,67 nè nhân 10 mũ trừ 10 trừ 11. Khối lượng Me là bằng 9,1 nè nhân 10 mũ trừ 31 nè nhân với khối lượng hạt nhân là 6,65 nhân 10 mũ trừ 27 chia cho khoảng cách là 2,94 nhân 10 mũ trừ 10 trừ 11. Cô xem lại nè, đây 2,94 nhân 10 mũ trừ 11. Rồi, các em tính ra cho cô đi. Các em có 6,67 nhân cho 10 mũ trừ 11 nhân cho 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 nhân cho 6,65 nhân 10 mũ trừ 27 rồi đem chia cho 2,94 nhân 10 mũ trừ 11 tất cả bình phương lên, kết quả của em ra là 4,669, như vậy là 4,67 đi, nhân 10 mũ trừ 46 ha. 4,67 nhân 10 mũ trừ 46 newton. Bây giờ các em có F hấp dẫn rồi. Các em có được F tĩnh điện đúng không? F tĩnh điện là 5,33. 5,33 nhân 10 mũ trừ 7. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh thôi. Cô so sánh ở đây nha. Vậy ở đây chúng ta, người ta yêu cầu mình đi so sánh giữa cái nào với cái nào.
lực hút tĩnh điện thì bây giờ chúng ta có F tĩnh điện chia cho gì em? Chia cho F hấp dẫn. F tĩnh điện của em là 5,33 nhân 10 mũ trừ 7 câu C nha. Chia cho F hấp dẫn là 4,67 nhân 10 mũ trừ 46 bằng mấy nè? Mình chia xuống là xong em ha. 5,33 nhân 10 mũ trừ 7 chia xuống cho 4,66 nhân 10 mũ 4,67 nhân 10 mũ trừ 46 ha. Kết quả của mình là 1,41 nhân cho 10 mũ 39. 1,41 nhân cho 10 mũ 39. Cái này không có đơn vị game nha. Ở đây đơn vị là Newton, rồi trên kia đơn vị Newton rút gọn là xong. Nhưng mà ở đây không có đơn vị thì chúng ta chỉ có 1,41 nhân 10 mũ 39 thôi ha. Bình thường á là chúng ta có F phải là bằng 3 lần. 3 lần F là các em nói sao? Lực F phải này gấp 3 lần lực F đúng không? Bây giờ chúng ta có cái F phải của mình, cô gọi là F phải đi ha, bằng 1,41 nè, nhân cho nè 39 số 0 đằng sau này nè, rồi mới tới gì em? Mới tới F hấp dẫn. Như vậy các em thấy rằng cái lực hút tĩnh điện này nó như thế nào? Nó lớn hơn rất rất nhiều lần so với gì? So với lực hấp dẫn, được không em? Như vậy đây các em sẽ suy ra F tĩnh điện của em ha, gấp 1,41 nhân 10 mũ 39 lần F hấp dẫn, hoặc là rất lớn so với F hấp dẫn. Các em có hai cái kết luận nha. Kết luận 1 là các em ghi là lực tĩnh điện là gấp 1,41 nhân 10 mũ 39 F hấp dẫn, hoặc là các em sẽ nói là F tĩnh điện này rất lớn so với F hấp dẫn, hoặc các em có thể nói F hấp dẫn rất nhỏ so với F tĩnh điện. Được không em? Bây giờ chúng ta đi qua câu số 8 nha. Các em nhớ là tải file đề về và làm lại nha. Câu số 8 người ta hỏi em là trong các trường hợp sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là điện tích điểm. Là điện tích điểm thì cô nói rằng kích thước rất nhỏ so với khoảng cách gì em? Khoảng cách giữa chúng. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai thanh nhựa đặt cạnh nhau, rồi một thanh nhựa với một quả cầu đặt gần nhau, hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau với lại đặt gần nhau. Cái này gần nhau, cạnh nhau thì chỉ có câu C, hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau thôi ha. Đi qua tiếp câu số 9 cho cô nha. Điện tích của electron và proton, độ lớn, lực tương tác tĩnh điện giữa electron và proton khi chúng ở cách nhau 0,1 nanomet trong chân không là. Các em đổi đơn vị cho cô đi. R là bằng 0,1 nanomet. Nano thì chúng ta sẽ có là gì? 0,1 nhân 10 mũ trừ 9 mét. Chúng ta có electron là bằng -1,6 nhân 10 mũ -19. Rồi proton là 1,6 nhân 10 mũ -19. Bây giờ các em suy ra cho cô ha. F tĩnh điện sẽ bằng K nhân với lại Q1 Q2 chia cho R bình phương. Rồi các em nhân qua cho cô nè. K của chúng ta là 9 nhân 10 mũ 9 ha. 9 nhân 10 mũ 9 nhân cho, ở đây chúng ta có trị tuyệt đối của Q1, Q2 thì các em làm trắc nghiệm mà không cần bấm trị tuyệt đối là bỏ dấu âm này luôn ha. Mình sẽ có 1,6 nhân 10 mũ -19, với lại cái này cũng là 1,6 nhân 10 mũ -19 thì các em chỉ cần bấm 1,6 nhân 10 mũ -19, sau đó các em bình phương lên nó nhanh hơn nhiều ha. Chúng ta sẽ có 1,6 nhân 10 mũ -19. Tức là chúng ta lấy hai cái chúng ta nhân lại với nhau. Thì thay vì vậy chúng ta lấy một cái sau đó bình phương lên các em nhé. Rồi chia cho, ở dưới là chia cho R bình phương. Thì chúng ta sẽ chia cho 0,1 nhân với 10 mũ -9. Nano mà đổ ra mét là 10 mũ -9 các em. Rồi làm gì nữa? Bình phương lên tiếp. Kết quả của em là 2,304 nhân 10 mũ -8. 2,304 nhân 10 mũ -8 Newton. Giờ các em chọn kết quả cho cô cái nào -8 nè. Đây, đáp án của mình là câu B ha. Kiếm qua tiếp câu số 10 cho cô nha. Có bốn vật ABCD có kích thước nhỏ nhiễm điện, biết rằng A của mình thì hút B nhân là đẩy C. Như vậy A hút B nè.
A hút B thì AB trái, trái dấu. Rồi, bây giờ B đẩy C, A hút B nhân đẩy C tức là AC gì em? AC cũng cùng dấu đúng không? Tức là A thì đi hút B nhưng lại đẩy C tức là A đẩy C. A đẩy C. Rồi, mình có C hút D, C thì hút D. Như vậy là CD trái, trái dấu. Bây giờ mình xem thử đáp án có được những câu trong đây không nha. AC cùng dấu. Như vậy đây AC cùng dấu đúng không em? À câu nào không đúng? À, chọn câu không đúng. AC cùng dấu. Câu này đúng nè. À, AD. Rồi liên quan đến AD không à? Bây giờ chúng ta có AC cùng dấu nha. Ví dụ như cô chọn AC cùng dấu là cùng dấu dương hết đi ha. Đó. Mà đây chúng ta có CD trái dấu. Thì A đây dấu dương nè. Đó. Thì B sẽ là dấu dấu âm. Được không? Đó, mình cứ làm vậy thôi, mình chọn. Rồi, cùng dấu thì có thể là cùng dương hoặc cùng âm. Cô chọn cùng dương hết. Thì ở đây A dương, A dương thì B phải âm. Rồi ở đây C là gì em? C phải dương đúng không? Mà hai cái này hút nhau thì D phải âm. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định được nè. AD nè, có trái dấu hay không? A đây là dương nè, D là âm nè. AD trái dấu, câu này đúng. Những câu như thế này á, để tránh nhầm lẫn với là để đỡ mất thời gian, các em cứ mặc định cho nó là một là âm, hai là dương đi. Rồi tiếp theo chúng ta có A, D cùng dấu. A với D, à, cái một cái trái dấu, một cái cùng dấu này. Như vậy là trái dấu đúng thì cùng dấu sai ha. B, D có cùng dấu không em? B âm, D âm là đúng nè. Em qua câu số 11 cho cô nha. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện? Ô tô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường. Xét giữa các đám mây, chim thường sù lông về mùa rét và về mùa đông thì lượt dính rất nhiều tóc khi chải đầu. Như vậy thì các em thấy là cái nào là quen thuộc với mình nhất nè? Người ta chọn là không liên quan nha. Chúng ta loại trước là câu D đúng không? Thường thì lược nhựa với lại những cái thanh nhựa đó thì chúng ta hay có cái thí nghiệm thì chúng ta loại đầu tiên em ha. Câu C thì sao các em? Chim thường sù lông về mùa rét để làm gì? Nó để bảo vệ cơ thể của nó ấm hơn thôi chứ không có liên quan gì đến nhiễm điện ha. Xét giữa các đám mây. Xét giữa các đám mây, người ta còn tận dụng cái việc này để làm gì em? Tạo ra điện mà. Ô tô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường để làm gì em? À, để hạn chế việc cháy xe, tức là nó sẽ truyền cái tia lửa điện đi xuống mặt đất. Rồi mình qua tiếp câu 12 nha. Một bài toán nè. Hai điện tích điểm đứng yên trong chân không, cách nhau một khoảng R, lực tương tác là F. Đưa hai điện tích trong dầu hỏa, ở đây là trong dầu hỏa nha, có hàng số điện mol người ta cho luôn, đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng, giảm nè, thì lực tương tác giữa hai điện tích bây giờ là bằng bao nhiêu ha? Chúng ta có công thức F là bằng gì? Bằng K nhân Q1 Q2 chia cho R, R bình phương. Rồi F phải là bằng K Q1 Q2 chia cho R phải bình phương. Mà các em lưu ý cho cô nè, khi mà chúng ta chuyển môi trường, tức là không còn môi trường chân không nữa, thì chúng ta sẽ nhân cho epsilon. Cô muốn đưa ra công thức cho các em ha, để sau này khi các em gặp thì chúng ta sẽ dùng luôn. Như vậy chúng ta có F phải chia cho F sẽ bằng gì các em? Là mình lấy cái này đúng không? Mình lấy K nè, Q1, Q2 chia cho epsilon nhân với R phải bình phương. Chia thì nhân nghịch đảo là chúng ta lấy epsilon nhân với R bình, chia lại K, Q1, Q2. Bây giờ cũng hai điện tích đó thì chúng ta rút gọn hết. Rồi ở đây mình có epsilon là tùy theo các em nha. Ví dụ như cô có môi trường 1 đi ha, epsilon 1. Môi trường 2 là epsilon 2 đi. Thì đây chúng ta sẽ có epsilon 1 với là epsilon 2 nha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có F phải chia cho F thì bằng gì em? Epsilon 1 nhân cho R bình chia cho epsilon 2 nhân cho R phải bình. À, thay vì vậy thì cô sẽ ghi như thế này luôn. Tức là chỗ này cô sẽ ghi là R thì đi chung với là epsilon, còn R phải thì sẽ đi với là epsilon phải. Được không? Như vậy các em sẽ có được công thức này. Trong bất kỳ môi trường nào các em cũng dùng công thức này là xong. Từ đây chúng ta sẽ có F phải chia cho F. Làm tương tự giống câu 1, câu 3 thôi em ha. Epsilon nhân R bình chia cho epsilon phải nhân cho R
R phải bình. Được không? Rồi bây giờ chúng ta làm bài này nè. Chúng ta sẽ có F phải chia cho F bằng. Đây. Cái đầu tiên là đối với F đúng không? Thì chúng ta có trong chân không cho nên epsilon của mình bằng 1. Và R bình cũng là R bình. Và tiếp theo chúng ta có epsilon phải là trong môi trường dạng hỏa lúc này sẽ bằng 2 chia cho R phải bình. R phải bình tức là bằng gì em? Bằng R bình chia cho 9 đúng không? Như vậy ở đây là R bình chia 9. Rồi chúng ta rút gọn với cái R bình này nè. Như vậy còn lại 2 chia cho 9 là bằng 2 chia cho 9 tức là bằng 9/2 tức là bằng 4,5. Thì lúc này chúng ta có F phải là bằng gì em? 4,5. 4,5 F. F phải bằng 4,5 F, mình chọn đáp án câu C ha. Như vậy các em lưu ý nha, khi các em gặp những cái hàng số điện môi này nè, các em không cần quan tâm chân không hay là không khí gì hết, các em cứ ghi cái công thức này ra. Đó. Rồi nếu trong chân không thì chúng ta sẽ thay cái này bằng 1, trong không khí hay là trong dầu hỏa thì chúng ta sẽ thay cái này bằng cái số mà người ta cho. Rồi. Mình qua tiếp câu 13 nha. Hai điện tích cùng dấu khi đặt gần nhau, cùng dấu cùng loại thì như thế nào em? Đẩy nhau ha. Câu 14 luôn các em. Hai điện tích điểm giống nhau đặt cách nhau 5 cm trong chân không, lực hút giữa chúng là. Như vậy lực hút, hút thì phải là trái dấu, như vậy loại được hai đáp án nè. Rồi người ta cho mình ép luôn nha. Các em phải đổi ra cho cô là 5 cm là đổi ra nha. Là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 2 đúng không? R là bằng 5 cm nè. Là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 2 trừ 2 m. Rồi chúng ta có F bằng 1,8 nhân 10 mũ trừ 4 newton. Như vậy đây chúng ta có F bằng gì? Bằng K nhân với Q1 Q2 chia cho R bình. Mà chúng ta có hai điện tích này như thế nào? Giống nhau cho nên Q1 bằng Q2 ha. Tức là chúng ta sẽ có K Q bình luôn đi ha, chia cho R bình. Từ đây các em suy ra cho cô Q sẽ bằng gì? Mình lấy cái này tức là căn bậc 2 của gì? Lấy cái này nhân lên đây tức là F nhân R bình chia cho K. Đó, và em thế số vô cho cô đi, căn bậc 2 nè. F của chúng ta là 1,8. Mình nhân luôn ha. Căn bậc 2 của 1,8 nè. Nhân cho 10 mũ trừ 4. Rồi, cái em nhân cho R bình, R của em là 5 tức là 25. Nhân cho 10 mũ trừ 4 luôn, trừ 2 bình phương lên là trừ 4. Rồi chia cho K của chúng ta là 9 nhân 10 mũ 9 ha. Kết quả của em là bằng 7,07 nhân 10 mũ trừ 9. Kết quả luôn nha. Cái này bấm máy tính thôi mà. 7,07 nhân 10 mũ trừ 9. Khi người ta nói độ lớn là chúng ta phải lấy số dương. À ở đây toàn là số dương hết. Và bây giờ các em bấm 5 căn 2 đi. Các em lấy máy tính em bấm 5 nhân căn 2 là bằng 7,07 nè. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A ha. Em qua tiếp câu số 15 nha. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí. Độ lớn ở đây người ta nói rằng là tỷ lệ nghịch, rồi tỷ lệ, rồi bình phương. Tỷ lệ với bình phương là sai nè các em. Tỷ lệ với khoảng cách là sai nè. Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách là đúng nè. Tỷ lệ nghịch với khoảng cách là sai. Đó, mình phải thuộc được cái định luật thì mình mới nói được đúng không? Mới làm đúng được câu này. 15C nha. Câu 16 luôn em. Tại điểm M trong điện trường gây bởi điện tích Q có đặt một điện tích điểm Q. Tức là tại điểm M này có hai điện tích Q, có hai điện tích điểm Q với lại Q nhỏ. Người ta nói rằng là cái lực F này là 3 nhân 10 mũ trừ 3. Nếu thay Q bằng Q phải với Q phải bằng 2Q cũng đặt tại điểm này. Tức là lúc này chúng ta sẽ thay quy phải là bằng 2 lần quy em nha. Thì lực điện tác dụng quy phải là bao nhiêu? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có công thức gì em? F sẽ bằng K nè. Đầu tiên chúng ta có hai điện tích quy lớn với quy nhỏ, chia cho R bình, nhân epsilon cũng được. Rồi F phải của chúng ta là bằng K quy lớn, cũng là quy lớn. Nhưng mà lúc này quy phải của chúng ta thay bằng 2 quy nhỏ,
chia cho epsilon phẩy nhân với lại r bình. Cùng một môi trường luôn các em, cùng tại điểm M cho nên chỗ này cũng là epsilon luôn ha. R phẩy bình đó, tức là cũng tại điểm M cho nên chỗ này cũng là r bình luôn. Rồi, không có gì thay đổi hết phải không? Cũng tức là vị trí không thay đổi nè, rồi là môi trường không thay đổi cho nên chúng ta sẽ để nguyên lại cái phần này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy tỷ lệ thôi. F phải chia cho F đúng không? F phải chia cho F nè. Bây giờ chúng ta chia thì các em thấy rằng là khi chia ha, lấy cái này chia cái này cũng được. Như nhau thôi. Chia vậy cho dễ ha. Đó, chia như vậy thì các em sẽ thấy rằng là K rút gọn với K nè. Cái quy lớn rút gọn quy lớn nè. Quy nhỏ rút gọn quy nhỏ nè. R bình ha, rút gọn với R bình, epsilon rút gọn với epsilon. Như vậy từ đây các em sẽ suy ra được, mình lấy cái này mình thôi lấy F chia F phải luôn đi ha. F chia cho F phải tức là gì em? À, lúc này còn ở đây là còn cái gì đây? Còn số 1 không à? Phải không? Đó. Ở dưới đây còn gì? Còn trên tử nhưng mà là còn số 2. Như vậy thì chúng ta sẽ có F phải mình nhân lên nha. Như vậy là bằng 2 lần F, tức là bằng 2 nhân với lại 3 nhân 10 mũ trừ 3, tức là bằng 6 nhân 10 mũ trừ 3 Newton. 6 nhân 10 mũ trừ 3 mình chọn đáp án câu A ha. Tương tự nếu như người ta cho là thay đổi môi trường nè, đặt vô dầu hỏa thì chúng ta sẽ thay chỗ này bằng 2 chẳng hạn. Rồi khoảng cách bao nhiêu thì chúng ta thay R phải. Rồi có những bài toán người ta thay toàn bộ cái phần F phải này thì các em cứ thay theo và lấy cái này chia cái này là ra thôi ha. Tại vì người ta hỏi đây là lực điện tác dụng quy phải thì chúng ta phải đi tìm F phải nha. À, câu 17 nha em. Hai điện tích điểm, cái này là 40 nanocoulomb với là 50 đặt trong chân không, cách nhau 3 cm, độ lớn như vậy chúng ta phải đổi đơn vị hết. Đây mình có quy 1 là bằng 40 nano nè. Nano là 10 mũ trừ 9 các em. Rồi, quy 2 là bằng 50. Tức là bằng 50 nhân 10 mũ trừ 9. R là bằng 3 cm thì sẽ bằng 3 nhân 10 mũ trừ 2 m. Rồi các em có F bằng K quy 1 quy 2. Khó ở chỗ nào biết không? Đổi đơn vị chứ nhiêu? Trong chân không R bằng 1. À epsilon bằng 1. Rồi, mình nhân ha. K là 9 nhân 10 mũ 9 nè. Rồi, nhân cho quy 1 là 40 nè. Nhân 10 mũ trừ 9 nè. Nhân cho, các em bấm vô cô ha. Nhân cho 50 nhân 10 mũ trừ 9. Ở dưới là mình chia cho R bình, tức là 9 nhân 10 mũ trừ 4. Kết quả của em là 1 phần 50 tức là 0,02. 0,02 tức là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 2 đó em. Hả? Kết quả thì nó ra như này, nó không có ra 2 nhân 10 mũ trừ 2 cho mình đâu nha. Câu tiếp theo nha em, câu 18. Hai điện tích điểm đặt cách nhau trong chân không, cách nhau một khoảng R bằng 2. Lực đẩy là như thế này, lực tương tác tĩnh điện. Lực để lực tương tác tĩnh điện là chừng này thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu? Thì chúng ta có cái công thức đó em, F phải chia cho F là bằng gì các em? Cái này là trong chân không nên mình không có epsilon ha, epsilon bằng 1. Thì mình sẽ có R bình chia cho R phải bình đúng không? Từ đây mình mới suy ra nè. Người ta nói là khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu, tức là đi tìm cái này. Thì R phải bình nó sẽ bằng gì? Nhân chéo, lấy F nhân R bình chia cho F phải. Rồi, sau đó lấy căn bậc 2 lên. Đó, còn không các em căn ra luôn cũng được. Căn luôn, bấm một lần cho khỏe ha. Rồi, nhập số vô. Chúng ta bấm căn nè, phân số nè. F của chúng ta là 1,6 nhân 10 mũ trừ 4 đúng không em? Nhân cho R bình của em. Em để cm luôn đi ha. Để cm ra, nếu như mà không có kết quả cm thì chúng ta đổi ra mét sau. Rồi nhân cho 2 bình phương lên. Chia cho ở dưới là F phải là 2,5 nhân 10 mũ trừ 4 ha. Kết quả của em là 1,6 cm, các em nhớ ra kết quả là 1,6 cm nha. Nếu như không có thì chúng ta sẽ chuyển qua mét. Đây, đáp án của mình là 1,6 cm nè.
Rồi mình qua câu 19 nha. Người ta cho mình hai điện tích đặt cách nhau 3 cm trong môi trường lỏng có hàm số điện môi và dầu hỏa đúng không? Có K, lực tương tác giữa chúng là F sẽ bằng gì em? Ở đây chúng ta sẽ có K nhân Q1, Q2 chia cho R bình. Ở đây cô thể thế số cho các em, mình khỏi đổi đơn vị luôn ha. K là bằng 9 nhân 10 mũ 9 nè. Q1 của chúng ta là bằng 10 nhân 10 mũ trừ, trừ 9. Q2 là 20 nhân 10 mũ trừ, trừ 9. Chia cho epsilon của chúng ta là bằng mấy em? Epsilon là bằng 2. R của chúng ta là bằng 3 cm, tức là 0,03 bình. Em bấm máy đi ha. 9 nhân 10 mũ 9 nè. Rồi nhân tiếp cho 200 nhân 10 mũ trừ 10, 18, chia cho 2 nhân 0,03 bình. Kết quả của em là 10 mũ trừ 3. 10 mũ trừ 3 newton, mình chọn câu A nhé. Kem qua tiếp câu 20 nhé. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt cách nhau 12 cm trong không khí, epsilon bằng 1. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10. Tính độ lớn và hàm số điện môi của dầu. Đây chúng ta không biết dầu gì, chúng ta đi tính hàm số điện môi ha. Bạn nào đoán dầu hỏa thì chọn 2. Ở đây chúng ta sẽ dùng công thức gì các em? Mình có F phẩy chia cho F sẽ bằng gì các em? Epsilon nhân R bình chia cho epsilon phẩy nhân R phẩy bình đúng không? Từ đây mình sẽ suy ra, mình suy ra là suy cái gì em? Độ lớn của các điện tích phải không? Từ từ mình cứ suy ra cái gì trước nè. Mình suy ra epsilon phẩy trước. Sao ở đây mình chỉ có một tính độ lớn các điện tích và hàm số điện môi. Như vậy cô thiếu một cái đáp án rồi. Chỉ có mỗi cái hàm số điện môi của dầu thôi. Thôi, bỏ cái này đi. Như vậy chúng ta suy ra epsilon phẩy bằng gì em? Đây, lấy cái này nhân cái này. Như vậy cái này F nhân epsilon nhân R bình chia cho gì em? Chia cho F phẩy. Mình nhân chéo cái này lên đây nè. Đó. Như vậy thì mình rút cái này, mình đang tính cái này đúng không? Thì mình sẽ lấy nguyên cái phần này, mình chia cho còn lại. Còn lại là cái này với cái này. F phẩy nhân cho R phẩy bình. Rồi mình có F là bằng mấy? F của chúng ta là bằng 10 nè. Rồi F phẩy là bằng mấy? Cũng bằng 10 nè. Rồi epsilon, epsilon là không khí là bằng 1. Rồi R phẩy, R bình của chúng ta ban đầu là 12 cm. Do cái này R, cái này cũng cm, cho nên mình rút gọn, mình không cần đổi cũng được em. 12 nha, bình phương. Ở dưới đây chúng ta có 8 bình, bình phương. Rồi các em bấm máy rồi ra. Các em lấy 12 bình chia cho 8 bình phương là 64 bằng 2,25. 2,25. Chọn câu B. Bạn nào chọn dầu hỏa là sai rồi đúng không? Đáp án câu B nha. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong bài học ngày hôm nay nha. Các em nhớ tải bài tập về và làm lại ha. Chào tạm biệt các em.